RT, trong một bình luận về tình hình xung đột Ukraine trên mạng xã hội X, tỷ phú Elon Musk cảnh báo nguy cơ Ukraine bị mất vùng Odessa ở miền Nam. Nếu chiến sự kéo dài đủ lâu, Odessa cũng sẽ thất thủ. Liệu Ukraine có mất toàn bộ quyền tiếp cận Biển Đen hay không, theo quan điểm của tôi, vẫn còn là dấu hỏi thực sự. Tôi đề xuất một giải pháp được thương lượng trước khi điều đó xảy ra. Theo vị tỷ phú, Ukraine sẽ lãng phí nhiều mạng người khi tấn công một đội quân lớn hơn, có chiều sâu phòng thủ, các bãi mìn và pháo binh mạnh mẽ hơn, trong khi Kiev thiếu các phương tiện thiết giáp cũng như ưu thế trên không. Nhắc lại sự kiện vào năm ngoái, ông Elon Musk cho rằng kẻ ngốc cũng đoán được cuộc phản công của Ukraine sẽ thất bại. Ngay cả khi Ukraine nghe lời khuyên của ông về việc dồn toàn lực để phòng thủ thì cũng khó để giữ đất vì họ không có những rào chắn tự nhiên vững chắc. Từ khi chiến sự xảy ra, tỷ phú Elon Musk đã có nhiều bình luận liên quan. Ông đã đưa hệ thống vệ tinh Internet Starlink đến hỗ trợ Ukraine, nhưng không kích hoạt dịch vụ gần bán đảo Crimea vì lo ngại Kiev sử dụng để điều hướng máy bay không người lái, tấn công hạm đội Biển Đen của Moscow. Theo ông, nếu điều đó xảy ra, SpaceX đã liên quan đến một hành động chiến tranh lớn và leo thang xung đột. Báo Ukrainska Pravda cho biết, có những thông tin về việc quân đội Nga sử dụng dịch vụ Starlink tại các vùng mà nước này kiểm soát tại Ukraine và mua thiết bị thu sóng từ nước thứ ba. Phe Dân Chủ tại Hạ viện đã mở cuộc điều tra về việc SpaceX có biện pháp để ngăn chặn hành động nói trên hay không. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.